Alo, xin chào các bạn. Đây là video thứ 23 của mình. Và trong video này, chủ đề của chúng ta sẽ là Modern Verben trong tiếng Đức. Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là động từ khuyết thiếu. Video của mình sẽ cùng có 3 phần. Phần thứ nhất, mình sẽ nêu lên một số cái lưu ý khi mà các bạn học về Modern Verb ở trong tiếng Đức. Phần thứ hai là cách chia các Modern Verb này ở các ngôi và thời hiện tại. Và phần thứ ba chính là nghĩa và cách sử dụng các modal verb. Do thời hạn của video clip, mình không muốn nó quá dài, cho nên trước hết mình sẽ nói về ba động từ là müssen, dürfen và sollen. Chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên mình xin nói về một số lưu ý khi mà các bạn học modal verben, tức là động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức. Điểm thứ nhất các bạn phải lưu ý đó chính là modal verben trong tiếng Đức không hoàn toàn giống như các modal verben trong tiếng Anh. Chúng ta có tổng cộng là 6 modal verben và trong bài hôm nay mình sẽ đề cập tới 3. Nhưng mà các cái đặc điểm mà mình sắp sửa nêu lên sau đây thì sẽ áp dụng cho tất cả các modal verben. Tại sao chúng ta lại gọi các modal verben trong tiếng Việt là những động từ khuyết thiếu? Rất là đơn giản các bạn ạ, bởi vì nếu như các cái câu mà chỉ gồm có động từ modal verben thì câu sẽ không có đủ nghĩa. Mà các câu có modal verben đều cần thêm một cái động từ nguyên thể nữa thì nó mới mang nghĩa của câu. Mình sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như mình nói là Ich kann heute nicht. Ich kann heute nicht. Và mình dừng ở đó. Thì cái câu này người nghe sẽ không thể hiểu được là hôm nay tôi không thể cái gì nếu như không có một cái ngữ cảnh trước đó. Vì vậy mà thường là người ta sẽ phải cần một cái động từ nguyên thể ở trong câu để cái động từ nguyên thể này mang nghĩa cho câu. Ví dụ, Ich kann heute nicht kommen. Ich kann heute nicht kommen. Hôm nay tôi không thể tới được. Thì các bạn sẽ thấy là Ich kann nicht là tôi không thể. Nhưng mà không thể làm gì thì chúng ta cần có động từ infinitive kommen ở cuối câu thì chúng ta mới hiểu được nghĩa của câu. Một số rất ít trường hợp mà các bạn không cần thêm có động từ nguyên thể ở cuối câu là trường hợp mà các bạn nói là các bạn có thể nói một cái ngoại ngữ nào. Ví dụ như các bạn chỉ cần nói là Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch. Thì có nghĩa là các bạn có thể nói tiếng Đức mà không cần phải nói là Ich kann Deutsch sprechen. Hoặc là Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt los. Là bây giờ tôi phải đi rồi, không cần phải động từ gehen nữa. Thì người ta vẫn hiểu là bây giờ bạn phải đi. Hoặc là Ich muss zum Arzt. Ich muss zum Arzt. Tôi phải đi tới bác sĩ. Thì các bạn không cần động từ gehen mà người ta vẫn hiểu là bây giờ bạn phải đi tới bác sĩ. Chú ý thứ hai khi mà các bạn học modal verben chính là vị trí của động từ nguyên thể. Nếu như các bạn học tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy là động từ nguyên thể sẽ đứng ngay sau lưng của động từ modal verb đúng không? Ở trong tiếng Anh á. Nhưng mà trong tiếng Đức thì các bạn sẽ nhớ là động từ nguyên thể này phải đứng ở cuối câu nhé. Một số cái ví dụ mà mình nêu phần trước các bạn cũng thấy rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn thấy rõ hơn. Ví dụ như là Wir müssen noch viele Hausaufgaben machen. Wir müssen noch viele Hausaufgaben machen. Chúng ta còn phải làm rất là nhiều bài tập về nhà nữa thì các bạn sẽ thấy động từ machen là ở tận cuối cùng của câu trước dấu chấm. Lưu ý thứ ba đó là về cái chia động từ của các động từ modal verb trong tiếng Đức. Chỉ trừ động từ sollen là không có biến âm ở trong các động từ, còn lại tất cả các modal verb khác ở tiếng Đức khi mà các bạn chia vào các ngôi số ít thì nó sẽ có một cái biến âm. Ví dụ như là động từ können là động từ có thể thì các bạn sẽ thấy là nó chuyển thành ich kann, hoặc là động từ müssen là phải thì thành ich muss, tức là chữ u umlaut ở trong động từ nguyên thể đã chuyển thành ra là chữ u ở khi mà các bạn chia ở ngôi ich. Và một cái đặc điểm nữa là động từ modal verb chia ở ngôi ich và ngôi ers là giống nhau, tức là nếu như bình thường các bạn học là chia động từ ở ngôi ich là có đuôi e và ngôi ers là có đuôi t thì cái nguyên tắc này không có áp dụng cho modal verb, mà các bạn nhớ là ich và ers là giống nhau. Ví dụ ich kann, ers kann. Ich muss, ers muss. Ich soll, ers soll. Ich darf, ers darf. Đó là những gì các bạn cần lưu ý và ghi nhớ khi mà học về modal verb bên trong tiếng Đức. Tiếp theo phần thứ hai này thì mình sẽ nói rõ hơn về cái bảng chia động từ của ba động từ müssen, dürfen và sollen. Động từ thứ nhất là động từ dürfen, có nghĩa là được phép. Dürfen. Ich darf. Du darfst. Er, sie, es darf.
dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen. Động từ sollen có nghĩa là cần phải. Ich soll, du sollst, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Động từ müssen có nghĩa là phải. Ich muss, du musst, es muss, wir müssen, ihr müsst. Sie müssen. Rồi như mình đã nói thì các bạn sẽ thấy là ich và es chia đồng giống nhau. Ngôi du thì là ngôi ich nó thêm sc và còn lại thì ngôi wir, ngôi ihr, ngôi sie thì vẫn như quy tắc bình thường, cũng không khó nhớ lắm đâu các bạn. Sau đây là phần quan trọng hơn và là quan trọng nhất, có nghĩa của những cái modal verb này là gì, đặc biệt là động từ sollen. Mình sẽ nói kỹ của động từ sollen bởi vì nó là một cái động từ khá là khó. Mình sẽ bắt đầu với động từ dürfen trước. Dürfen có nghĩa là được phép và dürfen nicht thì có nghĩa là không được phép. Ví dụ, ich darf heute Abend mit euch ins Kino gehen. Meine Eltern haben mir erlaubt. Ich darf heute Abend mit euch ins Kino gehen. Meine Eltern haben mir erlaubt. Tối nay mình sẽ được phép đi xem phim cùng các cậu. Bố mẹ mình đã đồng ý cho mình đi rồi. Ich darf, tôi được phép. Và sau đó thì đến các thành phần khác của câu, động từ gehen là đặt ở cuối câu. Khi mà các bạn muốn diễn đạt là cái gì đó được phép, được cho phép theo quy tắc, theo luật lệ thì bạn sẽ sử dụng động từ dürfen. Ví dụ như ở đây người ta được phép rẽ phải. Hier darf man rechts abbiegen. Hoặc là ở đây người ta được phép sử dụng điện thoại. Hier darf man telefonieren. Còn nếu như những cái gì mà trái với quy định, không được phép sử dụng, không được phép làm thì các bạn sẽ chỉ cần thêm từ nicht vào là đủ. Ví dụ, man darf hier nicht rauchen. Ở đây người ta không được phép hút thuốc. Hoặc là man darf im Krankenhaus nicht rauchen. Người ta không được phép hút thuốc trong bệnh viện. Tiếp theo là động từ müssen. Müssen có nghĩa là phải và sử dụng để chỉ một cái nghĩa vụ, một cái sự cần thiết các bạn phải làm cái việc gì đó. Ví dụ như ich muss heute Abend Hausaufgaben machen. Ich muss heute Abend Hausaufgaben machen. Tối nay mình phải làm bài tập về nhà, tức là các bạn cảm thấy một cái sự cần thiết và là một cái nghĩa vụ mà các bạn phải làm bài tập về nhà. Hoặc là ich muss heute das Geschirr abwaschen. Hôm nay mình phải rửa chén. Đó là nhiệm vụ của bạn hoặc là cái mà bạn cảm thấy cần thiết phải làm thì chúng ta sẽ sử dụng động từ müssen. Cái này thì mình thấy nó không có khó lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang động từ sollen nhé. Động từ sollen thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Rất là nhiều bạn thì nghĩ rằng động từ sollen có nghĩa là nên. Ví dụ như bạn khuyên một ai đó nên làm gì, các bạn sẽ sử dụng động từ sollen. Nhưng mà thực ra thì không hoàn toàn là như vậy. Trong tiếng Đức thì động từ sollen hơi phức tạp hơn một chút xíu. Thứ nhất ấy, thì cái động từ sollen này nó dùng để truyền đạt một cái nhiệm vụ mà bạn được ủy thác. Ví dụ như là Mein Chef sagt, ich soll heute länger arbeiten. Mein Chef sagt, ich soll heute länger arbeiten. Sếp của tôi nói là hôm nay tôi cần phải làm việc lâu hơn, tức là ở lại cơ quan trễ hơn. Thì các bạn thấy là ở đây ông sếp nói chứ không phải là do ý muốn của tôi, là đó là một cái nhiệm vụ mà sếp giao lại cho bạn và bạn phải làm. Cho nên mình không có dịch cái này là nên mà mình cần dịch là cần phải. Sếp của tôi nói hôm nay tôi cần phải ở lại cơ quan lâu hơn. Khi mà bạn nói chuyện với một người nào đó và bạn nói là Ich soll heute Abend länger arbeiten thì người đó sẽ hiểu rằng một người nào khác đã nói với bạn rằng bạn cần phải làm việc lâu hơn tối nay, chứ không phải là do chủ đích hay là ý muốn chủ quan của bạn là bạn muốn làm việc lâu hơn trong tối nay hay phải làm việc lâu hơn trong tối nay. Đó là cái sắc thái đặc biệt của động từ sollen trong tiếng Đức. Thứ hai nữa thì nó cũng dùng để khi mà người ta truyền đạt lại một cái mệnh lệnh hay là một cái ý muốn từ một người khác. Ví dụ như là một người bạn của bạn nói là Deine Mutter sagt, du sollst früh nach Hause gehen. Deine Mutter sagt, du sollst früh nach Hause gehen. Có nghĩa khi mà mình nghe câu này thì mình sẽ hiểu là gì? Người mẹ của bạn A đã nhắn
với bạn B là nói với bạn A rằng bạn A phải đi về nhà sớm. Khi đó thì bạn A sẽ khi đó thì bạn B sẽ nói với bạn A: Deine Mutter sagt, du sollst früh nach Hause gehen. Tức là bạn B phải truyền đạt lại cái mong muốn của mẹ bạn A đối với bạn A, và coi như là một cái mệnh lệnh thức. Và liên quan đến cái phần này thì các bạn sẽ thấy là giữa câu modal verb sollen với cả câu imperative, tức là câu mệnh lệnh thức, thì nó có một cái quan hệ khá là chặt chẽ. Ví dụ khi các bạn nghe một cái mệnh lệnh thức ruf mich bitte an, hãy gọi điện thoại cho tôi nhé, và các bạn nghe chưa kịp, chưa rõ, các bạn hỏi là gì bitte, thì cái người kia là đâu có thể nhắc lại là du sollst mich anrufen, du sollst mich anrufen, có nghĩa là bạn cần gọi điện cho tôi, đấy là ý muốn của tôi và bạn nên thực hiện nó, bạn cần thực hiện nó. Cái phần này đặc biệt áp dụng trong bài đọc hiểu các cái bài thi A1, ví dụ như khi mà các bạn đọc cái email và ở trên email người ta ghi là ruf mich an và ở dưới người ta ghi là a soll b anrufen, và các bạn phải đánh dấu là richtig oder falsch. Thì nếu như người A là người viết thư cho người B và người A ghi ở cuối thư là ruf mich bitte an, thì ở dưới đề người ta nói với các bạn là B soll A anrufen, thì các bạn sẽ phải đánh dấu là richtig, tức là người B cần phải gọi lại cho người A, bởi vì người A đã ra một cái mệnh lệnh thức cho người B là hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Còn nếu như ở dưới đề bài mà người ta ghi là A soll B anrufen thì câu này có nghĩa là sai, các bạn phải đánh vào phần falsch, bởi vì không phải là người A cần gọi điện thoại cho người B mà ngược lại là người B cần gọi điện thoại cho người A. Cái cách sử dụng thứ ba của động từ sollen ở hiện tại còn một cái nữa, đó là khi mà các bạn sử dụng với cả chủng như là ich hoặc là wir thì nó sẽ có nghĩa là các bạn hỏi về mong muốn của một người khác. Ví dụ soll ich etwas mitbringen, soll ich etwas mitbringen, thì cái câu này nó có hàm ý là bạn có mong muốn là mình sẽ mang một cái gì theo không. Chỉ trong tiếng Việt chúng ta hay dịch sang là tôi có nên mang cái gì theo không, hoặc là các bạn có thể hỏi là soll ich dir helfen, soll ich dir helfen, tôi có cần giúp bạn không, hoặc là các bạn có thể hỏi là sollen wir morgen pünktlich kommen, ngày mai chúng tôi có cần phải đến đúng giờ không. Thì riêng đối với trường hợp là chủ ngữ ich và chủ ngữ wir này thì các bạn có thể sử dụng động từ sollen theo cái hàm ý là các bạn hỏi về mong muốn của một người khác. Và một cái mà rất là nhiều bạn mới học A1 bị mắc phải cái lỗi này, có nghĩa là các bạn nghĩ là từ giờ này có nghĩa là nên, cho nên là khi mà khuyên nhủ ai đó một cái điều gì thì các bạn cũng sử dụng là sollen. Ví dụ như là các bạn nghĩ là bạn không nên hút thuốc thì bạn lại nói là du sollst nicht rauchen, thì mình nghĩ là bạn không nên hút thuốc nữa, nhưng thực ra đối với người Đức khi mà họ nghe cái câu là du sollst nicht rauchen thì họ sẽ hỏi các bạn lại là wer sagt das, ai nói thế, bởi vì thực tế đối với người Đức thì có nghĩa là bạn đang truyền đạt lại một cái thông điệp của người nào đó đối với họ, chứ không phải là cái câu khuyên nhủ. Để khuyên nhủ thì người ta sẽ sử dụng động từ sollen nhưng mà được chia ở thời conjunctive zwei, tức là ở thời giả định hai mà các bạn sẽ học sau này, đó chính là động từ sollte. Du solltest nicht mehr rauchen, du solltest nicht mehr rauchen, thì câu này đối với người Đức mới có nghĩa là bạn không nên hút thuốc nữa. Như vậy là mình đã nói xong với các bạn về ba động từ müssen, dürfen và sollen ở trong tiếng Đức. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment ở phần bình luận bên dưới, hoặc là các bạn có thể inbox cho mình ở trong page yêu tiếng Đức của mình nhé. Mình là người quản trị của trang đó và mình sẽ trả lời các cái tin nhắn inbox trong đó, nên các bạn có thể hỏi nếu như mà các bạn có những cái điều cần thắc mắc. Mình chúc các bạn học tốt nha. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.